Đây là một cái sản phẩm được khách hàng đặt và yêu cầu là phải có tên của khách hàng trên đây. Tất cả những clip review Kỳ Lăng thường là muốn chân thật nhất, thực tế nhất, nên đích thân Kỳ Lăng review thì Kỳ Lăng sẽ không dùng bao tay. Full vàng, tất cả vỏ được thay bằng vàng nguyên khối. Kỳ Lăng xin chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lăng Luxury. Và hôm nay tiếp tục chương trình review sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao. Kỳ Lăng trân trọng giới thiệu với tất cả quý khách một siêu phẩm điện thoại Nokia 8800 bằng vàng nguyên khối. Và đây là một cái sản phẩm được khách hàng đặt và yêu cầu là phải có tên của khách hàng trên đây. Thì sau khi Kỳ Lăng hoàn thiện xong và khắc tên của khách hàng lên bề mặt phía trước, toàn bộ thân vỏ này được đúc bằng vàng nguyên khối AU750 chuẩn châu Âu. Từ tất cả những cái chi tiết màu vàng này là vàng hồng raw gold, vàng nguyên khối AU750 18K. Rồi em trượt lên trượt xuống cho khách xem. Tất cả những clip review Kỳ Lăng thường là muốn chân thật nhất, thực tế nhất, nên đích thân Kỳ Lăng review thì Kỳ Lăng sẽ không dùng bao tay, để thể hiện sự gọi là thân thiện và gần gũi nhất, cũng như là quý khách đang coi clip của Kỳ Lăng, có nghĩa là quý khách đang ngồi coi trực tiếp vậy, Kỳ Lăng muốn như vậy, cho nên là thường Kỳ Lăng review sẽ không có dùng bộ tai. Vâng, và như vậy là Kỳ Lăng đã review sơ bộ về chiếc điện thoại Nokia bằng vàng khối AU750, Nokia 8800, full vàng, tất cả vỏ được thay bằng vàng nguyên khối và được khắc tên theo yêu cầu, đã hoàn tất. Vâng, và như vậy video giới thiệu về sản phẩm Nokia 8800 bằng vàng nguyên khối AU750 chuẩn châu đến đây là kết thúc. Kỳ Lăng trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để ủng hộ xem clip này. Một lần nữa, Kỳ Lăng chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công và đồng hành ủng hộ cùng với Kỳ Lăng Luxury. Hãy follow kênh YouTube này, hãy đăng ký theo dõi, like trang fanpage này để mà cập nhật cùng Kỳ Lăng những cái video mới nhất Kỳ Lăng sắp phát hành trong thời gian tới, những video về những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao. Kỳ Lăng cảm ơn, không có gì ngoài cảm ơn một lần nữa. Và có thông tin gì, chi tiết gì về sản phẩm này thì hãy gọi cho Kỳ Lăng qua số hotline 0901 247 247, số đó cũng là số Zalo, hoặc truy cập trực tiếp vào website kỳlăngluxury.com. Xin chào.